Thưa quý vị, nhà thờ bị xả súng ở Texas mở cửa lại. Thưa quý vị, nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, tiểu bang Texas, nơi biến thành hiện trường một vụ xả súng chết người hàng loạt hồi tuần trước, đã mở cửa trở lại vào hôm Chủ nhật, ngày 12 tháng 11, như là một nơi trốn tưởng niệm dành cho các nạn nhân của cuộc tàn sát khiến 26 người bị thiệt mạng, bao gồm cả một đứa trẻ chưa chào đời, thưa quý vị. Bên trong nhà thờ, một bức tường đều được sơn trắng, có 26 chiếc ghế bên trong nhà thờ, trên mỗi chiếc ghế có tên của một nạn nhân và một cành hoa hồng. Thưa quý vị, tay súng Kevin Kelly, 26 tuổi, đã xông vào nhà thờ vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 11 và nã đạn vào người đi lễ trong vụ xả súng chết người nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của tiểu bang Texas. Nhà chức trách cho biết cuộc tấn công bắt nguồn từ một vụ tranh cãi trong gia đình. Mục sư của nhà thờ, ông Frank Pomeroy, đã mất đi người con gái của chính mình trong vụ xả súng này, thưa quý vị.